Xin chào anh em. Hôm nay kplus.vn xin phép được giới thiệu một cái dòng sản phẩm màn hình Android Z800 cộng. Cái dòng sản phẩm này tích hợp camera 360, ghi hình đồng thời 4 mắt. Đấy anh em xem qua cái dòng sản phẩm vỏ hộp này. Hôm nay em xin phép được mở hộp và giới thiệu cái dòng sản phẩm này tới tay mọi người. Đây dòng sản phẩm của Ztech. Cấu hình sử dụng Android 10 nhé mọi người. Đấy, vỏ hộp này đóng gói rất là chỉnh chu. Đấy, sản phẩm thì cấu hình là RAM 4, ROM 64 8 nhân. Đấy, có hệ thống điều khiển giọng nói, TV này, FM này, Bluetooth. Và tất cả các mắt đều là mắt HD Sony, bảo hành 2 năm, 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, năm đầu tiên. Đấy. Đây. Cái Ztech thì mọi người đều biết đến cái thương hiệu Ztech rồi. Vì chế độ bảo hành của Ztech thì cực kỳ tốt. Và đây em xin phép hôm nay thì được mở hộp và giới thiệu cái dòng sản phẩm Z800 cộng. Dòng sản phẩm tích hợp camera 360. Đây. Mọi người cùng xem qua. Đây là chiếc hộp sản phẩm Z800 cộng. Đây là cái hộp phụ kiện của Ztech này, Z800 này. Nó rơi này. Sản phẩm phụ kiện đeo kèm có một thẻ chính hãng, thẻ cứng cát chính hãng của Ztech. Đấy, bảo hành toàn quốc mọi người nhá. Cái thẻ này thì mọi người có thể check cái mã code đây để chế độ bảo hành điện tử luôn. Đấy, Ztech làm việc rất là chuyên nghiệp. Và có một cái sim 4G. Sim này thì cho phép sử dụng tốc độ cao loại sim V120 15. Sử dụng trong vòng 1 năm luôn nhá. Trong vòng 1 năm mọi người không mất tiền. Chứ không phải là sim sử dụng trong một tháng đâu. Ngoài ra thì có một cái USB SanDisk 64GB. Cái này thì để lưu giữ 4 mắt camera. Khi mà các bác mà lắp cái camera hành trình tích hợp mà Android này là nó đã lưu giữ 4 mắt luôn nhá. Đấy. Nên là không cần phải lắp camera hành trình nữa. Đây là các bác biết rồi này, có anten 4G này. Nhìn rất là chuyên nghiệp, ghi thông số rõ ràng luôn. Đấy, 4G anten này. Đấy, cái hộp này là cái hộp cắm sim này, tích hợp vào màn hình Android này. Đấy, các bạn nhìn chuyên nghiệp này, như là về rắc, chân rắc này. Đấy, à, cục sim, cục hộp cắm sim này. Đấy, đây là bộ GPS này, bộ GPS của Ztech này. Đấy, đóng gói rất cẩn thận và chắc chắn này, sản phẩm chắc chắn này. Đấy, ngoài ra thì có cái bộ rắc để cắm USB này. Đấy, thêm cổng hai rắc này. À, Ztech nó có tổng là 3 rắc USB nhé. Để phòng một trường hợp là các bác có thể là lắp thêm các cái cảm biến số lốp. Đấy, một số dòng xe thì nó chỉ cung cấp cho 2 thôi. Thì như vậy là sẽ là thiếu nếu là sử các bác mà lắp thêm cái USB này, cái lưu giữ video này, lại lắp thêm một cái cảm biến số lốp thì có là hết mất cái cổng này mà kết nối rồi. Đấy, Ztech này, đây là có cái cổng để các bác đấu này, đấu thêm này, rắc rất chuyên nghiệp luôn, rắc rất chắc luôn, chắc chắn luôn. Đấy, cắm sau này, các thứ này. À, bộ điều khiển 360 này. Ngoài ra còn có wifi, jack wifi này. Đấy. Đây là bộ jack này, các bác có thể là khi mà nâng cấp cái màn hình cấu hình âm thanh này. Đấy, nó súp này, cổng AV các thứ này. Đây, để tiện đây. Và đây là cái gói phụ kiện của Ztech này. Em sẽ xi sâu chi tiết vào cái sản phẩm nhá. Đấy. Đây là cái hộp mà mắt cam 360 của Ztech này. Đấy, em sẽ lắp được để đây nhá. Để đây để tí em mở sau nhá. Em xin phép được giới thiệu cái sản phẩm Ztech. Đấy. Mình cầm rất là chắc luôn. Chắc chắn là nặng. Ztech thì là cái dòng sản phẩm mà có thương hiệu khá là nổi tiếng trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đấy.
Và cái thương hiệu Zetec là cũng thương hiệu mà từ phía công ty luôn. Đấy, chứ không phải cái thương hiệu mà các bác làm OEM đâu. Nên các bác rất là yên tâm. Đây là có ở đây có đầy đủ các cái thông số của sản phẩm này. Hiện tại đây là cái màn 9 inch nhá, sử dụng nguồn 12V. Có mã model series nó nâu. Đấy, sản phẩm đúng made in China, nhưng mà hàng này thì các bác biết rồi, hàng chính hãng luôn. Hàng công ty luôn, có certificate rõ ràng. Có tem bảo hành này, tem bảo hành của Zetec này. Đấy. Những dòng sản phẩm mà một đi như này ấy, này có logo luôn này, thiết kế rất chuyên nghiệp luôn này. Chữ Z này, này các cổng jack này, cổng GPS này. Đấy, cổng Wi-Fi này, 4G này. Đây là cổng cổng cắm FM này. Đấy, ngoài ra là có thiết kế luôn là hai cái cổng jack nguồn này. Để các bác có thể lựa chọn tùy chỉnh theo dưỡng, một là jack dẹt và là jack vuông này. Đấy. Đầy đủ này, có cả cái cầu chì để chống cháy nổ cho màn này. Đấy. Thiết kế cảm giác là rất là chuyên nghiệp luôn, đẹp luôn. Đây, em xin phép để đây nhá. Đây là cái camera 360 mà hôm nay thì ra là em cũng muốn giới thiệu với dòng sản phẩm này. Thứ nhất là với cái cấu hình sản phẩm rất là cao, sử dụng cấu hình là RAM 4/64 chip 8 nhân. Đấy, mắt camera hình của Zetec thì khi mà bây em có trải nghiệm lắp đặt rất nhiều các dòng xe thì khách hàng phản hồi là với cái chất lượng Zetec cực kỳ là sắc nét. Đấy, đây là cái bộ răng này, răng theo cam này, có cái bộ cắt cương này. Đây, đây là mắt cam này, mắt cam của Zetec này, các bác có thể trải nghiệm. Mà em giới thiệu trước cho các bác có cái nhìn tổng quan về cái sản phẩm Zetec Z800 cộng luôn. Đây nha các bác nhá, thứ nhất là nó thiết kế cả cái bộ chống nhiệt này. Đấy, như thế này để luồn qua những cái khu vực mà có nhiệt độ cao ấy, thì nó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến dây. Đấy, một số các dòng sản phẩm khác ấy là nó sẽ không có cái gen cái nhiệt này. Đấy, các bác lắp như thế thì trong quá trình sử dụng nó sẽ không được bền dây. Đấy, gây ảnh hưởng đến chất lượng của camera cũng như độ bền của sản phẩm. Đấy, thiết kế của Zetec thì làm việc đã đầy đủ luôn. Đấy, hỗ trợ cả gen luôn. Cam này thì là đi trước này. Đấy, gen này là gen đi vào khoang máy của xe, nên là cái khi mà khoang máy có nhiệt độ rất là cao, yêu cầu là có gen nhiệt nhá. Dây jack này, cút này. Đấy. Đây, mở mắt xem là cái hình ảnh thì trong của mắt camera thì nó sẽ như thế nào này. Tích là buộc thắt vào phía bên trong, có vẻ như là để bảo vệ cái mắt cam nó không bị xước. Đấy. Em xin phép được mở để giới thiệu cho các bác xem là cái chất lượng mắt cam, xem là hình ảnh nó như nào, cụ thể nó như nào. Đây, cái mắt này là sẽ là mắt lắp ở phía gương các bác nhá. Đấy, gồm có răng này. Đấy, để khi có lắp này, như là vậy là góc này nhìn mắt cam cũng khá là mịn so với lắp đặt đấy, không bị lồi đâu. Đấy, điều quan trọng là cái theo nhà sản xuất thì cái mắt cam này em đã lắp và trải nghiệm thực tế thì rất là rộng. Và tí nữa có một cái điều mà em rất muốn giới thiệu với các bác ấy, là cái sản phẩm này khi mà lắp và đi vào ban đêm ấy, nó cực kỳ sáng luôn. Thì tí nữa em sẽ có một cái đoạn nhỏ em sẽ tắt cái bóng đèn đi khi mà em cắm nguồn vào, thì để em giới thiệu cho các bác là cái mắt cam này nó chất lượng mắt cam cực kỳ tốt. Đây nhá, đây là cái mắt cam cam hai bên gương đấy. Đây, mắt cam hai bên gương này. Đây có cái lớp bọc để chống cái việc là có thể gây xước cái mắt cam này. Đây, em để bên này. Đấy. Cảm giác cái việc là đây, mắt cam này. Để chụp cho các bác này. Đây là mắt cam phía trước này, phía trước xe này. Thiết kế khá là gọn này, lắp phía trước này. Đây là cái mắt cam mà lắp ở phía sau xe này. Đấy, trước sau này. Đấy. Có ghi mã này, Zetec này, có logo Zetec trên cái thân camera hành trình luôn.
đấy, diện tích các bạn nhìn nhá, diện tích này. Về tổng quan thì em thấy là khi mà khui hộp ra thì đúng là tiền nào của đấy, từ cái thiết kế vỏ hộp và sản phẩm, nhất là cái dòng một pin này cực kỳ bền luôn, cái bo mạch của nó, sản phẩm hình như là em thấy dùng sử dụng cái chip MTK 8259, dòng chip này cũng là dòng chip cao cấp, rất là bền đấy. Sử dụng chip Alamba 2.0 GHz, do cái tốc độ xử lý sẽ rất là nhạy. Và cái màn hình đây có một cái điều mà em, cái chất lượng màn hình của ZTEC này, thay vì những cái dòng thông thường ấy thì nó chỉ là ở 1024 x 600 thôi, nhưng mà ZTEC thì lên tới 1920 x 1080, chất lượng này cực kỳ cao luôn đấy. Có cả sản phẩm chỉnh âm thanh DSP 30 equalizer này, Bluetooth 5.0 luôn này. Đấy là những cái điểm ưu việt mà của ZTEC có này. Đấy, hỗ trợ video 4K nhá, 4K UHD này. Đấy, không phải cái màn hình nào mà có thể lên được 4K đâu. Thông số này em chỉ giới thiệu những cái thông số nổi bật thôi nhá, còn những cái thông số khác thì các bác có thể trải nghiệm thực tế luôn, nhìn qua luôn. Ok, bây giờ thì em xin phép được cắm cái sản phẩm này lên để các bác trải nghiệm cái thực tế cái mắt cam nó như nào nhá. Ok, em vừa cắm nguồn cho sản phẩm này để lên hiển thị cái dòng sản phẩm này, các bác nhìn này. Thứ nhất là tổng quan về cái chất lượng màn hình hiển thị của ZTEC, nhìn rất là trong đẹp luôn, mượt. Đây là giao diện phía trong này, ZTEC này có input fan này, YouTube mà chạy xem video là không có quảng cáo đây. Có điều khiển giọng nói của ZTEC này. Đấy, điều khiển giọng nói ZTEC này. TV này, ngoài ra thì có cả ZTEC tracking này, đây là cái định vị của ZTEC này. Ngoài ra thì cái dòng sản phẩm này nó có đã có cái cài sẵn cái Việt Mã M1 chính hãng. Đấy, tra cứu vật nguội. Đấy, đầy đủ. Và có cả cài cả Navitel cho các bác này. Bản đồ, nói chung là sản phẩm của ZTEC là sẽ có 3 bản đồ cho các bác sử dụng. Google, bản đồ Google này, Navitel với Việt Map luôn. Đấy. Chế độ thì em chung lại không thể chê được, chất lượng rất là mượt. Đấy, giao diện bên ngoài này, rất là sang này. Đấy. Rất ít cái sản phẩm mà có cái độ trong màn hình và độ nét như của ZTEC luôn. Đấy, có điều chỉnh âm thanh DSP này. Đấy. Các bác nhìn thấy không? Các bác nào mà có cái dòng xe của mình đã nâng cấp âm thanh như kiểu có súp này, hay là nâng cấp loa cánh, thì nếu các bác mà nâng cấp cái màn hình Android thì cũng phải dùng chọn sản phẩm cho nó xứng đáng. Và nhất là cái dòng này thì nó có thích hợp 360. Những bác nào mà cần thiết hỗ trợ với 360 thì các bác chọn dòng như sản phẩm như này. Đấy. Rất là sâu luôn. Đây nha các bác nhá, rất sâu nhá. Rất sâu cho các bác để được các bác điều chỉnh âm thanh. Đấy, thì hôm nay thì cái em giới thiệu dòng sản phẩm này ấy, là cái dòng sản phẩm 360. Và tại sao mà cái dòng sản phẩm này hiện tại là theo em là cái dòng sản phẩm rất là cao cấp, các bác có thể lựa chọn. Đấy, thứ nhất là về chế độ bảo hành. Đấy, thứ hai là về cái mắt cam. Đây là em vừa lắp cái chế độ mắt cam của 360 này. Đấy. Thì ở đây nó đã có ghi rõ này, ghi rõ này, phần này. Đấy, là nét right này, là trước này, sau trái phải này, và nó có đồng bộ màu luôn. Cái đồng bộ màu để cho thợ thì lắp đặt rất là đơn giản, chỉ cần màu nào cắm vào màu đấy thôi. Đấy, và ở đây nó cũng có mắt cam thì là đã đều biết được là mắt nào lắp ở vị trí nào rồi. Mắt này là mắt cắm trước này, đấy, cắm sau này, cắm trái và cắm phải thôi. Đấy, bố trí nhá. Thì em xin phép được mở cái 360 của ZTEC ra để các bác có thể trải nghiệm thực tế này. Đây này, đây là cái mô hình 360 của ZTEC này. Đấy. Đây là cái mô hình sản phẩm nhá. Các bác có thể xem được mọi góc độ luôn. Đây là cái mô hình mô phỏng 3D của sản phẩm này. Kích vào đây này, có thể chuyển sang chế độ 2D này. Đấy,
Như vậy là cái sản phẩm cam 360 liền màn của ZTech là có hai chế độ nhé, cả 3D và cả 2D. Đấy. 2D này có thể tùy chỉnh được là mắt cam này. Đây là cam sau này. Cam sau này, đây là cam sau này, chất lượng cam sau này. Sẽ soi vào tay các em cho nó mọi người nhìn này, rõ này. Đấy. Cực kỳ nét luôn này. Đấy, cam nè này. Thì hiện tại là với cái khuôn viên khá là nhỏ, em chưa ghép được hình nên các bác nhìn thông cảm với em nhé. Đấy, mắt cam lề của ZTech này. Đấy. Cam này này. Đấy, rất là nét luôn. Đây, cam này này. Tay này. Nét chưa các bác? Đây là tay em nhá. Nét từng đường vân luôn. Đấy. Chất lượng nét như cái camera của điện thoại luôn. Đấy. Đây là chế độ căn vạch này, sau khi mà các bác mà lái xe thì các bác có thể là đây là các cái vạch bánh này. Đấy, sau khi mà em lắp xong thì đây là những cái vạch mà các bác có thể phát hiện ra bánh của mình này, cách những vật cản. Rất là đơn giản luôn. Đấy. Thì em sẽ xin phép được tắt cái ánh sáng đi để quay vào buổi tối xem là cái chất lượng của cái buổi tối camera hành trình ZTEC này có cái gì đặc biệt không nhá. Đây em đã tắt cái đèn ánh sáng đi nhá. Đây là cái khung cảnh rất là thiếu sáng luôn. Đấy, tắt đèn đi rồi này. Ảnh có thể bắt led này. Cam này quay này. Đấy, cam này không nhìn thấy gì nhá, nhưng mà quay lại nhìn này. Đấy. Cam này vẫn nhìn được này. Đấy. Đấy, camera chỉnh quay của điện thoại nhá. Rất là led nhưng mà cũng không thể bắt được ánh sáng với cái tần số ánh sáng quá yếu. Thì cái cam này nó sử dụng cái công nghệ là khuếch đại ánh sáng. Đấy, nên cho cái hình ảnh luôn này. Nên là các bác mà đi trong cái điều kiện mà thiếu sáng thì camera thì 360 là một cái giải pháp mà hỗ trợ các bác rất là tốt. Đấy. Cam mắt cam nào cũng vậy nhá, rất là nét luôn này. Các bác nhìn tay của em này. Đây là tay của em để gần cái để bên gần cái ánh sáng của cái màn hình nhé, một chút ánh sáng của cái màn hình thôi nhưng mà này vẫn rất là rõ nét luôn. Để em quay trực tiếp cho các bác này. Đây. Đây tay này, buổi tối nhá. Đấy các bác, tay này vẫn rõ nét, vân tay này rất là nét luôn, cực kỳ nét. Đấy, còn đâu cam chỉ cần dơ ra cái vị trí mà không có ánh sáng cái là đen xì luôn. Đấy, còn khi mà dơ vào là tay này. Đấy. Cực kỳ nét. À, cái này có cả cái chế độ thu nhỏ này để cho các bác mà tiện này trong quá trình mà gì? Vừa bật chế độ cam 360 này, vừa có thể lái xe này. Đấy. Kích thì có thể cho to ra này. Đấy. Ở trong này thì nó có cái phần cài đặt đầy đủ các thông tin này. Cài đặt video này. Đấy, mở DVR này, mic này. Cái này là nếu mic này có âm thanh đấy. À, cài đặt thời gian ghi này, cái này là khi mà các bác dùng bốn mắt camera hành trình để ghi hình, ghi video thì là có 3 phút, 5 phút và 10 phút. Đấy. Như vậy là các bác đã có bốn cái camera hành trình quay bốn mắt xung quanh xe nhé, toàn diện xung quanh này, có thể chụp ảnh này. Chụp ảnh này. Đây, em kích vào thì nó là ghi là chưa cắm USB, như vậy là em đã chưa cắm cái USB 64GB vào đây. Đấy, định dạng thì bộ nhớ là có thể xóa này, danh sách video này. Khi mà bốn mắt camera hành trình lưu lại thì nó sẽ lưu ở cái danh sách video ở đây. Đấy. Thiết lập mô hình này. Thì các bác có thể lựa chọn cái mô hình xe này. Xe như nào này, SUV hay là sedan này và màu sắc xe này, màu sắc này. Xe các bác màu gì thì các bác có thể kích vào chọn vào đây và tùy chỉnh biển số, các bác có thể là lựa chọn cài đặt cái biển số xe của mình lên cái thiết bị camera 60 này. Đấy, hiệu chỉnh toàn cảnh này, khôi phục được gốc. Đấy. Nói chung là đầy đủ các cái tính năng và video là các bác có thể sử dụng. Ngoài ra thì em cũng phải sự công nhận là cái sự hoàn hoàn thiện của cái sản phẩm chất tích và cái chất lượng màn hình bên ngoài rất là nét, cực kỳ nét luôn. Độ mượt của màn hình này, giao diện chính này. Đấy. Giao diện này thực ra em thấy là nó khá là tiện tiện ích cho các bác, rất là tiện để sao các bác điều chỉnh hay là cài đặt các cái thông số. Đây, những cái này em thì em đã giới thiệu rồi. Đấy. Ngoài ra thì các bác cụ thể mà các bác có thể check cấu hình thì các bác có thể là
vào phần cài đặt này. Đấy, các bác xuống phần hệ thống. Đấy, xong các bác phần giới thiệu. Thì các bác này, nó có tên thiết bị này. Đấy. Tên thiết bị luôn này. Kiểu máy phần cứng này, dùng chip DK8952-59 này. Đấy, đầy đủ các thông số này, phiên bản Android 10. Đây là cái thông số kỹ thuật mà của về cái sản phẩm. Đấy, ngày giờ thì các được được nhá. Cái này hiện tại là em đang chưa bắt wifi. Đấy, em chưa cắm cái dây wifi vào nên là em chưa bắt được mạng. Khi bắt được mạng lập tức có mạng thì cái này nó sẽ tự động cập nhật ngày giờ cho các bác yên tâm, không phải lo. Vừa rồi thì em có tắt cái bóng đèn đấy để check cái sản phẩm mà cái mắt camera hành trình mà quay vào cái điều kiện mà thiếu sáng. Đấy, thì các bác đã nhìn thấy rồi. Đấy, nên là về cái chất lượng của cái màn hình camera 360 ZTEC Z800 cộng nền màn. Đấy, chất lượng màn hình này. Từ cái chất lượng màn hình này và cái số độ 360 này, với cái phân khúc giá của Z800 cộng cái 360 hiện tại với giá niêm yết là 16 triệu rưỡi. Đấy, để lắp đặt cho các bác. Đấy, bên em thì là đơn vị kplus.vn chuyên lắp đặt cái dòng sản phẩm ZTEC chính hãng. Đấy, nếu các bác mà có nhu cầu mà lên màn hình camera 360 liền màn thì các bác có thể lưu ý lựa chọn cái dòng sản phẩm này. Đây là cái dòng sản phẩm mà theo em đánh giá là ở cái phân khúc giá như vậy thì đang là cái sản phẩm tốt nhất trên thị trường. Đấy, tất nhiên là về cả về cấu hình, quà tặng, option quà tặng có đầy đủ. Đấy, như một cái điện dòng cấu hình cao này, có cả hỗ trợ các bác về mạng M1 chính hãng trọn đời này, có định vị ZTEC tracking, đấy, điều khiển của ZTEC, check được cả track cứu phạt nguội, đầy đủ các thông tin trên một chiếc màn hình Android thông minh. Đấy, và cái dòng này thì còn có cả xem được cả cái video chất lượng 4K nữa. Đấy. Nếu các bác mà có cái nhu cầu mà lắp đặt cái dòng ZTEC Z800 cộng thì các bác có thể liên hệ với Kplus. Thì Kplus bên em thì sẽ hỗ trợ các bác lắp đặt hoàn thiện. Đấy, lên xe cho các bác. Em cảm ơn các bác nhé. Có bác gì các bác thì bấm like kênh và ủng hộ Kplus.vn và để em có động lực để làm tiếp những cái video review thực tế cái sản phẩm cho các bác trải nghiệm. Cảm ơn các bác nhé. Chào các bác.